Rồi chạy đi. Đừng cười quá, cười vừa thôi là được rồi đó. Ừ vậy đó, từ từ thôi, chị mệt lắm nha. Nãy giờ mới có 10 giây thôi đó. Đừng cười quá. Ừ đúng rồi chị đó. Cười chạy từ thôi là chưa cười cái gì luôn đó. Đừng có nhìn dưới đất, đừng có chưa mỏ ra. À, cười đi chứ đừng có chưa mỏ, đừng có nhìn dưới đất mà chưa mỏ ra, trời mỏ mỏ dãnh thế quá. Bây giờ mới có 35 giây thôi đó, là biết ở lâu cỡ nào chưa. Chơi vừa hả bà, hỏi chân. Cái gì vừa, cái gì ngừng rồi, chị ngừng luôn hả, em lại gì thiệt. Chạy vậy không có điều độ gì hết à. Một phút rồi đó. Vậy khét khét chân mẹ bà ơi bà. Một phút 20 giây, còn 40 giây nữa. Cái gì khó ăn chứ mà dở đâu à. Hai mỗi chân lắm bà. Chị xem mời muốn chết. Mà nó chân nhớ. Muốn thuộc. Ê kia hồi nãy. Không lấy mà nhíp mình đi ơi. Thôi được rồi kì. Rồi lấy giấy hao không mang. Biết chợ này đó. Lấy giấy hao không mang cũng được á. Thì quay nè, chứ có tắt đâu. Chuẩn bị 15 giây nữa. Rồi chứ không mà em cứ ngừng chào khán giả nha, ngừng biết tay chào mấy bạn. Rồi ngừng lại. Mấy tay chào mấy bạn.